Ở bài lab số 2 này thì các bạn sẽ học về những cái nguyên tắc cơ bản trong tạo hình mà giống như cái lần trước tôi cũng đã nói sơ qua rồi. Về tạo hình có nghĩa là các em tạo ra một cái hình nào đó, các em đại khái là chúng ta tự tạo ra một cái hình. Thì đây nó có ba cái điểm cơ bản và các em tôi sẽ giảng cái phần lý thuyết này cũng như là các em sẽ thực hành một cái bài tập nhỏ liên quan đến cái lý thuyết hôm nay, đó là cái phương pháp tạo hình. Thì cái này nó áp dụng trong thiết kế cũng như là nói chung là trong về lĩnh vực nghệ thuật nói chung. Thì đây các bạn, cái đầu tiên người ta định nghĩa cho các em đó là điểm, có nghĩa là những cái chấm ha. Điểm chính là những cái chấm, ở đây có ví dụ rất là rõ, ví dụ như cái slide này đó, các bạn thấy ví dụ như cái hình cô gái đó, các bạn nhìn ra cái hình cô gái, có nghĩa là người ta đã tạo được cái hình cô gái nhìn ngang. Và các bạn nhìn kỹ vào thì các bạn thấy toàn bộ những cái cách mà người ta làm, người ta sẽ không vẽ ra giống như bình thường mà nó là sự liên kết giữa vô số những cái điểm chấm màu đen đó các bạn ha. Có lúc có thì người ta chấm cho nó sát với nhau thì nó gần như màu đen giống như là tô luôn, còn có những cái điểm thì người ta sẽ cho thưa ra như thế này để chi các bạn ha. Thứ nhất là những cái chỗ thưa này nè, để nó tạo được cái phần mà sáng, còn những cái chỗ mà chúng ta cho nó gần lại cũng như là những cái điểm mà to nhỏ khác nhau để nó tạo được cái độ đậm đây, để diễn tả được cái khối của khuôn mặt nè, ví dụ như cái mũi nó có cái độ cái khối nó dày lên ha. Thì đây là một trong những cái cách mà rất là phổ biến hay dùng. Thì cái điểm này á, thật ra là các bạn nhớ giùm tôi, ở đây nó không hẳn nó chỉ là những cái chấm tròn mà có thể nó là những cái chấm ngẫu nhiên hoặc là những cái hình dạng nhất định. Tuy nhiên cái điểm mấu chốt ở đây để các bạn hiểu được cái này á, là các bạn phải hiểu được cái tính chất về giá trị tương phản, có nghĩa là đậm và nhạt. Nếu các bạn chấm đều với nhau hết thì các bạn sẽ không nhìn ra được tại sao nó có đậm nhạt. Thì theo cái nguyên tắc cơ bản của thị giác mình, cái nào gần thì nó đậm, xa là nó nhạt. Ví dụ như các em đứng, các em quan sát một cái cảnh vật, cái cây trước mắt các em sẽ thấy nó rõ hơn, nó đậm hơn cái cây ở đằng xa. Đó là cái nguyên lý thị giác, cái tính chất khoa học của con người. Do đó khi các bạn làm đồ họa cũng vậy, nó thông qua cái đôi mắt thì các em sẽ tạo được cái hiệu ứng mô phỏng gần như là các em nhìn thật á, thì nó mới ra được ha. Ví dụ như cái này các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy được cái đặc tả chi tiết mắt mũi miệng nè, rồi các bạn sẽ thấy được cái phần cổ này nó sẽ lõm vào là do nó bị cái phần đen này giống như là cái bóng tối vậy đó. Thì ở trong đây nó sẽ áp dụng rất là nhiều ha. Các bạn nhớ giùm tôi, nguyên tắc đầu tiên là các em tạo những cái chấm ngẫu nhiên và các bạn tùy vào các em, nhưng mà nhớ là to nhỏ khác nhau, và có chỗ thì mình cho nó đặt, có chỗ thì mình cho nó rỗng như thế này nó thưa ra, có chỗ thì nó đậm đặc đi, nó tạo cái hiệu ứng. Rồi ví dụ như qua cái slide này đây, các bạn thấy nè, cái này là một cái tác phẩm được tạo ra bởi hàng tỷ cái cách mà người ta tạo hình. Ở đây các bạn thấy hình cái con bướm á, thật ra nó là cái hình trang trí nhưng mà nhìn kỹ thì nó sẽ tạo ra cái hàng tỷ cái bằng cái phương pháp đó là chấm. Ví dụ như chấm màu trắng nè, chấm màu đen nè, ở đây có vô số luôn, có nghĩa là các em cứ chấm hết lớp này tới lớp kia thì cuối cùng nó sẽ tạo ra được ví dụ như cái chi tiết trong cái cánh của nó rất nhiều cái chấm nhỏ. Cái này toàn bộ là chấm hết nha, chấm nó liên kết với nhau. Và đây nó có một cái trường phái rất là rõ ràng, bắt nguồn từ cái việc mà mỹ thuật. Thì đây các bạn thấy ví dụ như đây là một cái bức tranh vẽ của một cái họa sĩ rất là nổi tiếng. Đây toàn bộ bức tranh vẽ lại cái cảnh sinh hoạt của công viên vào buổi sáng. Thì các bạn thấy đây nó vẽ mọi thứ ha, con người, con vật, rồi cây cảnh, thậm chí diễn đạt luôn phần ánh sáng của buổi sáng nè. Các bạn thấy ví dụ như cái bóng râm thì ở đây các bạn thấy là màu sắc, thì ở đây người ta họa sĩ người ta dùng những cái chấm người ta tạo ra, nên các bạn nhìn nó, cái cách thể hiện của nó về mặt thị giác nó nhìn nó hơi hơi lạ là như vậy. Nó có cái nguyên tắc của nó. Và các bạn thấy là ví dụ như về sắc độ, ví dụ như các bạn thấy cái cỏ nè, cái cỏ ở gần á, thì và nó sẽ trong cái bóng râm luôn, nên tác giả cố ý cho cái màu nó đậm xuống rất là đậm đà luôn ha, rất là đậm so với lại những cái ánh sáng đó. Ví dụ như cái cây này, cái tán cây ở trong mát, các bạn thấy là họa sĩ đã cho cái màu nó đậm xuống một chút xíu. Rồi càng về xa thì có thể là chúng ta ví dụ nhất là mặt nước thì chúng ta có thể chấm cho nó lưa thưa ra thì tạo về cái không gian. Thì ở đây tôi chia sẻ với các em một cái không gian cơ bản để các bạn hiểu. Khi các bạn học nhiếp ảnh cũng vậy, để chụp được một cái hình nó đẹp á, thì nếu mà có phong cảnh á, thì người ta sẽ chia ra hai phần như sau. Thứ nhất là phong cảnh điểm người, có nghĩa là cái phong cảnh các bạn nó có người rỗng. Còn cái thể loại thứ hai là phong cảnh chỉ là thuần phong cảnh thôi.
Vậy thì các bạn muốn chụp một cái ảnh đẹp á, thì có nguyên tắc cơ bản như nè. Có thể là ngoài yếu tố hên xui tôi không bàn, nhưng mà nếu mà mình đã cố tình mình học để mình làm cho nó mình hiểu, và các bạn chụp hình á để cho nó đẹp mắt á, thì các em phải nhớ ba yếu tố. Thứ nhất là tiền cảnh ở đâu, rồi trung cảnh và hậu cảnh nó phải có, như vậy nó mới đẹp được. Chứ các bạn chụp xong rồi các bạn có cũng cái góc đó nhưng mà người khác chụp lại đẹp, nhưng mà mình chụp hoài mình thấy không đẹp là lý do đó. Có những cái người ta không để ý, ví dụ các bạn đứng trước một cái cảnh, các bạn cần phải xác định được cái chủ thể, ha, chủ thể của mình là cái gì. Và nếu mà liên quan đến phong cảnh thì các bạn hãy nhớ dùm tôi ba yếu tố, đó là tiền cảnh, trung cảnh và hậu cảnh. Chụp chân dung cũng vậy, chân dung rồi tới cái gì, à, chân dung là đương nhiên là cái điểm nhấn, rồi phía sau nó là cái gì đó. Thì các bạn sẽ chụp cơ bản những cái giải quyết được cái đó, thì các bạn cái tấm ảnh các bạn đầu tiên là nó sẽ nhìn nó sẽ hài hòa trước, rồi từ từ các bạn sẽ vận dụng cái nguyên lý về bố cục. Thì ở đây tôi sẽ không hướng dẫn các em sâu về bố cục, chúng ta học cái nhập môn này thì tôi giải thích những cái khái niệm. Đầu tiên là tạo hình về chấm, thì nãy giờ các bạn thấy rồi. Và ví dụ như trong in ấn thì người ta dùng như thế này, đây các bạn thấy hình con mắt kìa đó, các bạn nhìn kỹ hình cái con mắt bên tay phải, con mắt màu đen á, nó là sự kết hợp rất nhiều cái chấm tròn luôn. Nhưng mà cái chấm tròn này, chấm tròn màu đen ha, nó giống nhau nhưng mà nó khác về kích thước. Các bạn thấy nó kích thước nó khác nhau không? To nhỏ khác nhau, và khi nó đứng như vậy nó liên kết lại với nhau thành cái hình cái con mắt. Rồi, và thường cái này người ta sẽ áp dụng trong những cái phong cách thiết kế, ví dụ như cái này, nó qua cái phần design nè. Thì như thế này á cũng là một cái dạng thiết kế, và nó mang lại cái ấn tượng thị giác rất là tốt, nó có một sự tập trung và nó lan tỏa ha. Thì đây chính là cái giá trị của cái việc chấm, bởi vì cơ bản á cái chấm chính là hình tròn, mà cái hình tròn là nó thường nó mang lại cái cảm giác gì đó nó vẹn toàn, và nó mang lại cái cảm giác nó giống như là nó an toàn nữa các bạn. Và tại vì tính chất hình tròn là một cái hình vô hướng, có nghĩa là nó giống nhau mọi mọi góc. Thì ở đây có những cái công ty, ví dụ đây ta ghi rất là rõ là minh họa của cái công ty Target Corporation nè. Thì đây người ta dùng cái nguyên lý về chấm, nói rộng hơn nữa là hình tròn, để người ta làm những cái poster quảng cáo ha, nó có cái giá trị của nó. Rồi, đầu tiên là về chấm ha. Cái thứ hai đó là về đường nét. Đây các bạn, đường nét là cái gì? Có nghĩa là các bạn vẽ ra một cái nét nào đó thì nó gọi là đường nét, đơn giản vậy thôi. Và đường nét này nó rất là nhiều dạng, ví dụ như zích zắc nè, thẳng nè, cong nè, tròn nè, vân vân. Thì ở trong cái vấn đề về về đồ họa đó, thì các em muốn làm đường nét này tốt thì các em nhớ giùm tôi cái nguyên tắc vậy nè. Nếu các bạn không thiên về vẽ vời về minh họa, các bạn làm về quảng cáo, thứ nhất là về logo hay là tạo những cái mẫu họa tiết để các em làm quảng cáo ví dụ, thì các em nhớ giùm tôi khi sử dụng đường nét, các em nhớ những cái nguyên tắc sau đây. Cong là phải thật là cong, nó rõ ràng ra luôn chứ nó đừng có nửa vời ha. Cái thứ hai nữa là đường thẳng là thẳng tưng luôn. Có thể là nếu các bạn không dùng máy thì các bạn vẽ bằng tay, nếu mà mình có phác thảo á, các bạn vẽ bằng tay thì những cái nét thẳng á, các bạn đừng cố vẽ thẳng mà các em lấy thước các bạn gạch cho nó thẳng luôn. Thì đó chính là ngôn ngữ của đồ họa, nó phải có cái sự nhất quán và nó có một cái sự gọi là rõ ràng. Ở đây ví dụ như hình này nè, nó nghiêng về tạo hình tự do nè. Đó, cái này cũng là một tạo cách tạo hình, có vẻ là mình vẽ đại ra, giống như các em cầm cái viết các em vẽ ra những cái đường, những cái nét nó ngoằn ngoèo á, thì cái này gọi là vẽ tự do. Thì cái thường cái dạng này á nó sẽ liên quan nhiều đến cái phần ý tưởng của các bạn và nó liên quan đến cái phong cách. Nhưng mà đặc biệt nếu mà làm đồ họa quảng cáo thì các em hoàn toàn có thể áp dụng cái nguyên lý đầu tiên như tôi chia sẻ rồi, là những cái đường nét nó phải dứt khoát với nhau ha, cong thật là cong, thẳng thật là thẳng. Các bạn cứ làm như vậy thì các bạn sẽ hiểu được khi các em học với những cái môn sau, hoặc là ở đây có những bạn mà từng học rồi đó, các bạn sẽ hiểu là trước giờ mình làm tại sao nó chưa được, là do về cái tạo hình của mình nó không có cái sự đồng bộ, và cái thứ hai nữa phương pháp mình đang làm là sai ha. Ví dụ như ở đây các bạn thấy người ta tạo ra rất là nhiều những cái nét như thế này nè, thì từ cái nét các em tạo ra nó sẽ tạo cho mình một cái thị giác, nó tạo cái hướng, ví dụ như dấu sắc nè, dấu quyền nè, dấu bằng nè, đường chéo nè, đó nó đều tạo cái hướng của nó. Rồi, các bạn nhìn cái hình bên đây, các bạn thấy nè, cái hình góc ở cuối bên tay phải nè, góc ở dưới nè ha, các bạn thấy là những cái hình mà nó vẽ những cái hình vuông, hình caro, hình thoi gì đó, thật ra là nó là kết hợp giữa những rất là nhiều nét lại với nhau. Đây ví dụ như đây là cách ứng dụng đúng tính chất đồ họa đây nè các em. Đó, ví dụ như người ta vẽ những cái hình này nó đại khái là không biết nó minh họa cái gì, nhưng mà đồ họa nó phải như vậy, nó rõ ràng như vậy nè. Thứ nhất là cong thật là cong luôn, và nó có một cái hướng nhất định, ví dụ cái nào đi lên là đi thẳng lên, cái nào đi xuống là đi xuống, còn ngang là ngang luôn ha.
Thì ở đây về cái nét này á, thì nói chung là tương đối là nhìn những cái hình này tôi nghĩ nó không có gì khó khăn đối với các bạn. Tuy nhiên cái vấn đề là các em tạo cái nét để làm cái gì, thì ở đây nó có liên quan đến một chút cái yếu tố như tôi chia sẻ rồi. Các bạn muốn tô được một cái màu thì các bạn phải cho cái nét nó khép kín lại thì nó sẽ tạo thành một cái mảng hình ha. Ví dụ như ở đây chúng ta có hai cái nét nó đang xen lại với nhau, và nhớ là cho nó khép kín lại nhé, thì chúng ta sẽ tạo được cái mảng và chúng ta tô màu. Thì cái việc mảng á, thì ở trong đây nó không có gọi là cái mảng mà nó gọi là hình khối này nè đó. Các bạn thấy ví dụ như cái hình mô phỏng đó, các bạn thấy nó là vô số những cái nét. Khi các bạn muốn vẽ cái hình này thì xuất phát điểm của nó là các em phải vẽ những cái nét trước chứ, những cái nét nó đang xen với nhau, sau đó mình mới tô màu lên thì nó tạo thành hình khối hay còn gọi là mảng ha. Đây là đặc biệt là cái cách ứng dụng như thế này là rất là rõ nè các bạn, đó những ô vuông như thế này, hình chữ nhật như thế này thì cái đó người ta gọi là mảng. Thì ở trong cái hình mảng này á, người ta chia ra rất là nhiều kiểu. Thứ nhất là cái dạng hình học, thì những cái này tôi đã nói sơ qua rồi, thì qua cái bài này là tôi nói kỹ hơn và các em sẽ thực hành một cái bài lát tôi chia sẻ luôn ha, của lớp đồ họa đang học luôn, lớp học nhập môn giống như các bạn vậy đó. Ở đây nó có thứ nhất là nó gọi là geometric. Thì đây các bạn, thật ra các bạn quan tâm giùm tôi hai cái khái niệm thôi, đó là geometric với lại organic thôi, còn cái thằng này bỏ đi. Geometric là cái gì? Là hình học. Ví dụ như các bạn tạo ra, mình vẽ hình vuông kết hợp hình tròn kết hợp tam giác, có nghĩa là những cái hình mà mình đọc tên nó được thì các bạn tạo ra những cái hình đó, nó gọi là geometric, là sử dụng những hình học để tạo ra một cái hình nào đó nó mang tính chất trừu tượng, giống như hôm trước tôi minh họa trên bảng rồi đó. Khi mà hình vuông các bạn vẽ ra là nhìn vô chúng ta hiểu hình vuông rồi, các bạn lấy compa các bạn quay một vòng tròn thì các bạn biết nó là vòng tròn, nhưng mà giữa cái vòng tròn với lại hình vuông các bạn kết hợp lại thì các bạn không đọc được cái hình đó là gì, thì nó sẽ tạo thành một cái hình gọi là hình trừu tượng ha. Thì đây là cái cách mà những cái designer người ta hay dùng, thậm chí bây giờ người ta vẫn dùng nhiều, bởi vì nó là thiên biến dạng hóa các bạn, giữa hình này kết hợp hình kia rồi mình thêm thắt mình chỉnh sửa nó ra rất là nhiều kiểu, rất là khó giống nhau. Thì ở đây chỉ có còn cái hình organic á, là một cái hình tự do, giống như cái hình chiếc lá bữa tôi vẽ trên bảng á, nó là những cái hình mà các bạn vẽ những cái nét khép kín lại tạo thành một cái hình nào đó mà nó không phải là hình học mà chúng ta không gọi tên được thì nó gọi là organic. Rồi cái này mình, cái slide này mình qua đi, cái slide này nó dễ minh họa dở lắm. Rồi tới cái phần chất liệu này thì tôi từ từ tôi chia sẻ thêm. Bây giờ chất liệu thì liên quan đến cái gì? Liên quan đến cái việc là cái bề mặt của nó, cái chất liệu chính là bề mặt. Ví dụ như gỗ nè, các bạn làm sao các bạn nhìn cái bàn bằng gỗ, cái bàn bằng đá, cái bàn bằng kim loại, làm sao mình phân phân biệt được? Thì ở đây người ta gọi khái niệm đó là chất liệu, có nghĩa là cái bề mặt đó các bạn. Ví dụ gỗ cái bề mặt nó khác, rồi đá bề mặt nó khác, rồi kim loại bề mặt nó khác, thì cái này nó sẽ liên quan đến cái phần in ấn. Thì cái này tôi đi qua phần này đi các bạn, bởi vì cái phần này nó không có nó nhiều như các bạn ứng dụng ha. Ở đây thì cái khái niệm tiếp theo các bạn cần học nữa là không gian, hay nói chính xác hơn á là cách các em tạo không gian. Mà cách tạo không gian là cái gì? Giống như mắt các em nhìn nè, nhìn thực tế á, cái nào trước cái nào sau, rồi nó tạo được cái độ có chiều sâu mà các bạn hay dùng là cái từ là nhìn nó xung quanh nó có cái chiều sâu giống như nổi lên 3D hay gì vậy đó. Thì cái này là cái phong cách tạo không gian. Vậy thì một cái nguyên tắc mà tạo không gian đơn giản nhất là các bạn hãy cho nó có một cái sự tương phản, có nghĩa là đối lập, ví dụ như sáng tối đậm nhạt, màu nóng màu lạnh, thì nó sẽ tạo được cái không gian. Thì nguyên tắc cơ bản như tôi chia sẻ rồi, gần là nó đậm hay là gần thì nó rõ, xa là nó nhạt hay là xa nó mờ. Ví dụ như các em đứng các em nhìn một cái phong cảnh á, các em chụp hình cũng vậy, các bạn sẽ thấy rất là rõ. Một cái bức phong cảnh các em đứng trước một cái cảnh vật, xong rồi các bạn lấy điện thoại các bạn chụp cái ảnh á, có nghĩa là mắt mình nhìn mình thấy rõ mọi thứ, nhưng mà lúc các bạn chụp ảnh xong các bạn mở cái ảnh ra các bạn xem thì tự nhiên các bạn nhìn kỹ lại các bạn sẽ thấy, ví dụ như phía trước mặt các bạn mọi thứ chi tiết rất là rõ, nhưng mà phía xa ví dụ như bầu trời nè, thậm chí là nó có một cái rặng núi, các bạn sẽ thấy nó mờ dần. Đó là nguyên tắc tự nhiên, chứ nếu mà các bạn để cho nó đều nhau hết, ví dụ như mình thể hiện lại mình vẽ lại cái đó bằng theo cái ngôn ngữ đồ họa, các bạn chụp từ cái ảnh thật xong rồi các bạn vẽ lại bằng vector, hay là các bạn vẽ lại cảnh đó mà các bạn không để ý cái nguyên lý này nè, thì nó mất cái không gian đó luôn. Ví dụ như cái núi các bạn tưởng nó rõ, các bạn cứ vẽ cái núi nó rõ ra trên núi, thậm chí các bạn vẽ rõ từng cái cây từng cái hòn đá trên đó, thì coi chừng cái cảnh của các bạn vẽ nó sai và tự nhiên nhìn nó sẽ không biết cái nào trước cái nào sau hết ha. Thì cái không gian nó rất là quan trọng để nó tạo được cái điểm nhấn, cũng như là nó cho các bạn một cái góc nhìn về thị giác, nó gần như mô phỏng cái con mắt chúng ta nhìn. Rồi
Đây là ví dụ như các bạn thấy là cái phần mà minh họa cho cái việc thiết kế là nó tạo cái không gian á, thì ở đây á theo các em á, màu trắng là hình hay là màu đen là hình? Các bạn nhìn cái hình đó đi, đây là một cái poster quảng cáo cho một cái festival là về đồ uống với lại rượu với lại đồ ăn đó các bạn. Poster nó làm vậy thôi đó, poster này là poster có thật ha, chứ không phải làm cho vui ha. Cái phong cách của nó, cái cách nó thiết kế vậy đó, nó không có dùng hình gì hết trơn, nó chỉ dùng theo cái tính chất này, nó mang đậm cái style gọi là đồ họa thị giác này. Vậy theo các bạn nhìn vô, các bạn thấy cái nào trước, cái nĩa trước hay là cái chai trước? À, có nghĩa là các bạn nhìn vào, có bạn thì thấy cái chai, có bạn thì thấy cái nĩa, điều đó không quan trọng. Ở đây chỉ quan trọng một cái là nó tạo cho các em được cái thị giác ấn tượng, nó tạo cho các em được cái mức độ về tính tò mò, và điều đó là đã thành công rồi. Có nghĩa là nó gây được cái ấn tượng về thị giác là đã thành công rồi. Vậy thì rõ ràng ở đây nó đều thể hiện được hai yếu tố, đó là cái nĩa tượng trưng cho food, còn cái chai này là tượng trưng cho win, là thành công đó, ví dụ như vậy ha. Rồi ví dụ như ở đây các bạn thấy nữa nè, ở đây người ta dùng chữ nè, các bạn nhìn vô các bạn thấy chữ màu đen trước hay là chữ màu trắng đó, các bạn nhìn đi. Thật ra là cái này á, nó có một cái nguyên tắc đó là ngược qua ngược lại các bạn. Đôi lúc thì các bạn sẽ thấy cái màu trắng, nhưng mà đôi lúc chúng ta sẽ thấy cái màu đen, bởi vì giữa đen và trắng là hai cái sắc độ. Ví dụ như các em vẽ cái này, các bạn chừa lại cái kia, thì nó có, nó lồng ghép lên nhau. Thì đây là một trong những cái nguyên tắc thú vị của thị giác khi các em sử dụng giữa hai cái màu đen và trắng để các bạn tạo như thế này. Thì ở đây người ta gọi là nguyên tắc chúng ta sử dụng để các bạn làm thị giác khi chúng ta tận dụng cái khoảng trắng, có nghĩa là cái giấy màu trắng á, và nó tương phản rất là mạnh 100% với màu đen. Ví dụ như chỗ này nó có cái màu xám đó, nó chen vô là khác ha, nhưng mà ở đây chỉ có trắng và đen thôi. Thì những cái cách này người ta áp dụng, người ta làm logo rất là nhiều nha các bạn. Đó, các bạn nhìn kỹ ha, logo nguyên bản những cái thương hiệu rất là nổi tiếng, người ta sử dụng cái thị giác đen và trắng để làm logo. Ví dụ như cái logo của vòng tròn Olympic nè, logo của Rome nè, rồi logo của cái Xbox nè, của Mitsubishi nè, của Squister. Vậy thì các bạn sẽ thấy được cái hình của nó rất là rõ. Ví dụ như Chanel ha, đây là những cái logo mà nổi tiếng ha, Pepsi nè, rồi đây logo Microsoft. Nó tận dụng những cái nguyên lý như vậy. Rồi ở đây cũng vậy luôn. Rồi thì cái bài hôm nay nó chỉ có như vậy thôi. Còn cái bài thực hành thì các em sẽ làm giống như cái bài này. Đây tôi chia sẻ cái bài thực tế của sinh viên đang làm luôn. Đây. Ở đây thì các em sẽ sử dụng giấy A4, và ở đây các bạn sẽ ba cái nguyên tắc, đó là điểm, là chấm á, rồi nét, mảng, với lại cái phần mà hai cái phần nữa đó là nét và mảng, thì các em sẽ tạo giùm tôi. Ở đây thì tới để coi bao nhiêu bài ta, 16 cái ô đúng không? Thì các bạn làm 12 ô thôi. Ở đây các bạn chia ra trên tờ giấy A4, các bạn vẽ giùm tôi mỗi khung như vậy là 4 cm nha. Nè, mỗi cô như vậy, tất cả các bạn làm 9 bài 4 cm, những cô nhỏ vậy nè. Cái đầu tiên là áp dụng cái chấm, thì ở đây trong cái bài này á, ví dụ như thế này. Đây là bài sinh viên trường mình nè ha. Ví dụ như cái này á, thật ra thì cái bài này cũng được thôi, nhưng mà nó đang bị thiếu cái cách tạo hình bằng chấm. Ở đây nó chưa có nét, nó có nè. Đây là nét nè. Đây, ví dụ như cái hình mà tròn tròn á, cái bong bóng đó, nó là nét. Còn đây là mảng nè, đó nó chia mảng, nhưng mà cái bài này nó thiếu chấm, còn bài này nó sẽ tốt hơn nè. Đó, ví dụ như bài này là một trong những bài tạo hình rất là tốt. Mảng, nét và chấm, mỗi cái như vậy các em vẽ tôi ba ô ha, khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như nét nè, đó các bạn thấy người ta vẽ nét nè. Rồi mảng nè, là những cái gì mà chúng ta tô màu vô được. Rồi, ví dụ như bài này nữa. Đó. Thì các bạn hoàn toàn tự do làm sao các em tạo được, đại khái là mình vẽ một cái họa tiết nào đó. Thì cái bài này các em sẽ trình bày trên cái khổ A4, các em có thể dùng viết chì hoặc là các em dùng viết lông kim đều được. Làm sao chúng ta chỉ sử dụng là đen và trắng thôi. Các bạn sẽ dựa vào những cái đặc tính, đó là điểm, nét và mảng để các bạn làm bài này ha. Thì tổng cộng mỗi bạn sẽ có 9 ô này ha, 3 ô ví dụ như các em chia ra là nè, chấm, rồi 3 ô ở giữa nó là nét, rồi 3 ô ở dưới nó là mảng. Còn bạn nào thích mà chúng ta có hứng thú làm việc này thì các bạn có thể làm giống như vậy. Thì ra cái bài này là bài của, nên tôi giảm cái tải lại cho các bạn ha. Ở đây thì nếu nếu mà theo yêu cầu đúng là làm như vậy nè, là 16 hình đó, nhưng mà các bạn làm 9 hình thôi. Thì đây mỗi cái cách tạo hình như vậy các em sẽ làm 3 mẫu đó. Rồi các bạn có hiểu yêu cầu bài này không? Bài lab số 2 nè. Rồi, ok, vậy thì tôi dừng chia sẻ cái này và tôi gửi cái này cho các bạn cũng như cái yêu cầu ha. Thì các bạn có thể nhắc lại là dùng viết chì, nhưng mà các bạn phải vẽ cho nó thẳng thớm nha. Và kích thước ô này mình trình bày cho nó đẹp mắt luôn ha.
trên tờ giấy mình trình bày làm sao những cái ô này mình tự mình chia ra mình canh ke làm sao mà các bạn cảm thấy là nhờ chính cái ô đó nhỏ như vậy, kích thước là 4 nha, đúng kích thước nha, 4 cm hình vuông, các bạn chia nó đều trên cái khổ giấy A4. Đó là về phần trình bày, chứ các bạn đừng trình bày mà nó bị lệch qua bên hay gì đó thì các bạn phải tự tính cái đó. Rồi tôi dừng chia sẻ ở đây ha.